Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Tết nhất đến nơi rồi, không biết anh em đã chọn mua cho bản thân một bộ PC như nào nhỉ? Và nếu chưa biết chọn mua bản thân bộ PC như nào thì hãy tới ngay với Alphard Computer, bởi vì chúng mình có rất nhiều các bộ PC dựng sẵn, anh em chỉ việc xem và mua thôi. Ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em thêm một bộ PC limited nữa. Nhưng mà tại sao dạo này nhiều PC limited thế nhỉ? Câu hỏi này thì tí nữa mình sẽ giải thích. Và combo ngày hôm nay sẽ là combo Ryzen 5 3005 và RX 590. Với CPU Ryzen 5 3005 thì sức mạnh sẽ cạnh tranh trực tiếp với CPU Core i5 9400F. Hiệu năng thì sẽ thua một chút thôi, không nhiều lắm, nhưng bù lại giá thành của CPU Ryzen 5 3005 sẽ hấp dẫn hơn tương đối đấy, thấp hơn từng 200-300 nghìn, cũng là đủ để anh em làm một số các thứ khác rồi. Còn cả đầu ạ, RX 590 thì không cần phải bàn cãi nhiều nữa, hiệu năng trên giá thành đang ở mức tốt nhất, rẻ hơn con nào nhỉ, GTX 1660, nhưng mà hiệu năng lại cao hơn, thế đã đủ tốt chưa? Và anh em không mua nhanh là hết hàng nhé, bởi vì còn ít hàng RX 590 lắm ấy. RAM 16GB, V2 thành 8GB. Hiện tại thì nếu có điều kiện thì anh em vẫn nên dùng 16GB để làm các nhiều công việc này và ứng dụng được thoải mái hơn này. 8GB RAM thì vẫn ok thôi, nhưng mà nếu anh em làm những việc khác thì hơi ít một chút, nhất là những anh em kiểu buổi tối mà hay làm những công việc tìm tòi khoa học Nhật Bản này, phải bật nhiều task này, xong mở nhiều ứng dụng này, thì 16GB RAM sẽ là một điều tốt nhất. Bo mạch chủ B450 Tomahawk Max xịn sò, phục vụ đầy đủ các cổng ăn chơi từ A đến Z cho anh em này. Từ khe M2 này, khe RAM này, khe PCIe bọc thép và kể cả khu vực VRM cũng được tản nhiệt rất là đầy đủ luôn. Và để cấp nguồn cho hệ thống mình đang sử dụng, mình sử dụng bộ nguồn đến từ Thermaltake với công suất thực là 600W, và đây là một bộ nguồn tương đối chất lượng, có đèn LED RGB màu mè các thứ, đạt chuẩn 80+, xịn sò đủ luôn. Cuối cùng là vỏ cây cũng đến từ Thermaltake, thì vỏ cây này đúng chuẩn là một món hời để dành cho anh em luôn. Việc nó được trang bị sẵn 4 quạt, anh em nhớ nhá, vỏ cây này khi mua sẽ được trang bị sẵn 4 quạt, với 3 quạt trước và 1 quạt sau. Tức là anh em mua về sử dụng không phải mua quạt để cho thoáng cây các kiểu gì cả. À đúng rồi, và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi ngay từ ban đầu, đó là tại sao dạo này nhiều limited thế? Anh em chắc ui ế đến dựng thành cây đúng không? Không, không hề ế một chút nào nhá. Giờ nhìn xem, ế ở đâu? Ryzen 5 3005 vừa mới ra mắt nhá, vừa mới ra mắt ế làm sao được. RX 590 thì là hiệu năng giá thành tốt nhất rồi, không phải bàn cãi nhiều, nhưng mà mới thôi nhá, cũ mình không nói làm gì cả. Bo mạch chủ Tomahawk Max đến từ MSI thì bán chạy khỏi bàn, có những đợt nó còn cháy hàng, nguồn xịn nhá, vỏ case cũng xịn, được lắp sẵn quạt các kiểu luôn, toàn các linh kiện đẹp xuất sắc, tất cả cái gì đều xuất sắc. Thế vậy thì tại sao lại ế được? Bộ PC limited ra đời là để kiểu bán số lượng giới hạn, để dành cho những anh em mà muốn sở hữu cho bản thân mình một bộ PC đẹp, khỏe và phải rẻ. Riêng xét về độ rẻ thì Alphard là vô địch luôn rồi, không phải bàn cãi. Sau đây sẽ là trải nghiệm của mình đến với cấu hình này, anh em hãy xem và đánh giá nhé.
link của bộ PC cũng như chương trình khuyến mãi thì mình sẽ để ở phần mô tả của video. Anh em nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ những video clip chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau.